Dạ kính thưa các vị đại đức, cùng các vị tu sĩ và các vị tu sĩ nữ và các bà anh chị cần cần sự nam cần sự nữ ạ. Dạ thì hầu như tất con nãy con nghe và các vấn đáp của mọi người thì con thấy hầu hết tất cả mọi người đều có lý do gì đó đến với khóa tu này và tìm đến Phật pháp. Còn đối với con đến với khóa tu này để là một sự bất ngờ. Con không có đem một hành trang, một tâm lý, con không có một cái mục đích gì con đến với cái con không nhớ gì con không bị gì để con đến với Phật pháp luôn. Con lên với Phật rất là nhẹ nhàng, rất là bình thường, con muốn tìm hiểu và con đã biết lý do hôm nay. Lúc mà con đăng ký vô đây là con chỉ đi khám phá về Phật giáo Nam Tông thôi ạ. Dạ thì trước giờ đối với con là bên gia đình con là tu theo pháp môn Tịnh Độ, niệm Phật A Di Đà Phật và Đức Quán Âm Bồ Tát. Dạ ăn chay và khi và con chỉ biết thêm là Phật giáo Nam Tông là tu theo kiểu nguyên thủy, theo Phật Thích Ca và không có thờ các vị Phật nào hết. Và có thể ăn chay hoặc có thể ăn mặn. Đó thì trước giờ đối với con Phật pháp con biết chỉ có vậy thôi. Dạ. Và đến cái ngày khóa tu này ở đây là sự tình cờ, là sao là bất ngờ tại vì á, trong thời gian này con đọc được cái bài chia sẻ để đăng ký khóa tu Xuất Gia Diêu Viên này á, là từ bạn của con. Và con vô con thấy con đọc, con lúc đầu con cũng không quan tâm lắm. Đâu, dạ. Xong con còn chọc nó là con comment vô cái bài đó là mô Phật à. Tại vì nó là một người rất là dễ thương nhưng mà nó rất là vô tư mà hay vô duyên, nó chuyện đó là vô duyên đối với con mà tại sao mày lại đi tu? Chắc mày chia sẻ sao mày chia sẻ xong để mày đi tu gì? Thôi tao đăng ký vô đây để tao gặp mày, tao biết về mày nhiều hơn. Dạ. Nhưng mà khi bước vào trong cái chương trình Xuất Gia Gieo Duyên này rồi con mới biết rằng chà, Phật giáo Nam Tông có rất nhiều hay, tất cả mọi thứ, các pháp thầy dạy, tất cả mọi thứ đều từ căn bản ra, từ rất là khoa học, từ chuyện đời thường, không có gì là sâu xa, không có gì thành thông hay là một cái tha luật nào nhờ vả các vị khác để mình nương theo về họ. Và tất cả thầy gì rất là dễ thương, rất là đời, giảng pháp rất là bình thường, rất là nhẹ nhàng, nói chung là rất là gần gũi các vị khác. Nó bình thường con mà nghe pháp trực tiếp hay ở trong chùa con rất là buồn ngủ. Lúc nào con để 100% mỗi lần con nghe pháp trực tiếp là con sẽ buồn ngủ và con sẽ tìm một góc nào đó con đi ngủ. Dạ, nhưng mà đến khóa tu này tất cả các bài pháp của các vị giảng dạy con rất là chăm chú nghe, rất là thích, rất là hoan hỷ, lúc nào con cũng cười hết, con hay giật giật trong người nữa. Tại trước giờ tính con rất là vô tư, con rất là thoải mái tự nhiên trong mọi thứ, mọi hành động của con nhiều lúc không biết con đang làm cái gì luôn. Dạ. Đó. Với lại đến khóa tu này là con biết được là là một vị tu sĩ sẽ như thế nào. Người ta hiện tại là chỉ là sa di giữ 10 giới thôi à, mà đối với con cũng nói chung là cũng không có quá khó lắm. Nhưng mà sau khi bước ra khỏi chương trình Xuất Gia Diêu Viên này chắc con chắc phạm vài thêm vài giới nữa. Tại vì nghề nghiệp con không cho phép con phải bỏ phải giữ đủ giới. Dạ, tại sao cuộc khóa Diêu Viên này con có một cái mâu thuẫn là con cứ về nhà con sẽ theo gia đình, mâu thuẫn gia đình như thế nào? Tại vì trước giờ gia đình con là theo pháp môn niệm Phật và không luôn luôn ăn chay, đặt ăn chay hàng đầu và niệm Phật. Và bây giờ con nói là hôm nay không về, con về nói là chỉ có đến Phật Thích Ca mới được, Phật nào khác đó. Dạ, con phải giải quyết vấn đề sao? Không lẽ bây giờ ba mẹ cứ tụng, bây giờ gia đình mình chia thời ra nhau tụng kinh hay là tụng kinh chung, mạnh ai đọc lớn hơn người đó thắng sao? Dạ, nói chung là như vậy. Và trong cái khóa tu này tất cả mọi người rất là hoan hỷ, rất là an lạc, mọi người rất là dễ thương luôn, rất là gần gũi. Tất cả phòng anh chị và các vị tu sĩ rất là hỗ trợ lẫn nhau luôn. Dạ, ai cũng quý mến nhau, rất là trò chuyện, rất là dễ thương với nhau. Và chưa gì con cả tuần nay con vẫn chưa biết Lâm Y. Và đến khi con đã biết Lâm Y là ngày mai là hết thích chương trình rồi. Dạ. Đó thì đó là tất cả những cảm nhận của con. Con cái mục đích vô đây, sau khi vô đây con mục đích của con chỉ là khám phá thêm Phật giáo Nam Tông, thêm một pháp môn khác, thêm một pháp môn trong Phật giáo thôi à. Dạ thì con xưa đây đa số là sự vô tư là nhiều hơn. Dạ con xin hết ạ. Con cảm ơn đại đức và các vị.